đội tuần tra. Chào Gary, sáng nay bạn dậy sớm vậy? Mọi thứ đều ổn chứ? Ai đó đã lấy những cái gương của bạn trong lúc bạn ngủ sao? Thật kinh khủng. Nhưng đừng lo Gary à, hãy gọi cho đội tuần tra đến giúp bạn xử lý việc này. Các bạn, có chuyện xảy ra rồi. Gary vừa thức dậy ở đường đua và những cái gương của anh ấy bị trộm mất rồi. Các bạn có thể điều tra xem ai đã lấy chúng không? Tuyệt, đi thôi. Đội tuần tra đã tới để giúp bạn giải quyết vụ mất gương đây, Gary. Lily và Flavie, các bạn cũng bị mất gương nữa sao? Có gì mờ ám đang diễn ra quanh đây? Hãy tiến hành điều tra xem đó là gì. Để xem... Tất cả các bạn đều ngủ tại đường đua này bởi vì các bạn phải giúp chuẩn bị cho buổi trình diễn xe hơi ngày mai. Gary có mặt ở đây để đảm bảo cho mọi thứ đều ổn thỏa trước khi các xe hơi tới. Lily, bà sẽ hướng dẫn những khán giả tới buổi biểu diễn. Và cuối cùng, Flavie có nhiệm vụ mang những chiếc xe tham gia cuộc thi tới đây. Chúng ta thu thập đủ thông tin rồi chứ? Mà khoan đã, còn ai tới đây vào sáng sớm nữa không? Hector, phiền bạn bay quanh đường đua và báo lại cho tụi mình những gì bạn thấy. Có ai ở đường đua nữa không? Tên phá phách Tyler sao? Thật kỳ lạ, vẫn còn quá sớm để tới đây vào giờ này. Và hắn cũng không tham gia buổi biểu diễn. Bạn nói với Tyler là bạn sẽ ngủ lại đây sao? Bạn cũng vậy à, Flavie? Điều đó nghĩa là hắn ta biết rõ các bạn sẽ ở lại đây. Nhưng tại sao hắn lại trộm những tấm gương? Có lẽ Matt đã phát hiện được điều gì rồi. Hãy lần theo những manh mối này. Nghe kìa. Các bạn nghe tiếng gì không? Là Tyler và Susie. Đó là gương của Gary. Và gương của Lily. Cùng gương của Flavie kìa. Susie, Tyler, chuyện gì xảy ra vậy? Tyler mượn những chiếc gương để cho Susie có thể nhìn thấy diện mạo đẹp nhất của mình trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.
Bạn thật tử tế Tyler à. Nhưng bạn không nên lấy những thứ không phải của bạn chứ. Được rồi Tyler, giờ bạn hiểu rồi phải không? Hãy mang những cái gương này trả lại cho Gary, Lily và Flavie. Và lần sau, chúng ta không nên lấy đồ của người khác mà không hỏi trước. Cảm ơn đội tuần tra đã cho chúng ta một bài học đắt giá. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại. Đội tuần tra. Chào mọi người. Đang chuẩn bị cho buổi diễn bay lượn à, em bé? Penny à, bạn có thích thú khi tham gia buổi trình diễn cùng với Rocky và Hector không? Ồ, bạn muốn trở thành ngôi sao của chương trình à? Chuyện gì vậy Hector? Bạn nghĩ bạn mới là ngôi sao sao? Bạn nên chia sẻ ánh hào quang, bởi vì chương trình này là để quyên tiền cho bệnh viện. Rocky sắp tập luyện cho cú phóng. Chúc may mắn Rocky. Penny đi đâu vậy? Sắp tới lượt cô ấy tập vợt rồi. Penny đâu rồi Hector? Thật kỳ lạ, Penny hình như biến mất luôn. Đừng lo Amber, hãy gọi cho đội tuần tra, họ sẽ tới điều tra việc này. Chào các bạn. Amber cần các bạn giúp. Penny bị mất tích ở sân bay rồi. Đúng đó Matt, Hector đã ở đó rồi. Đã có một thành viên của đội tuần tra. Nhưng chúng ta cần bộ óc của bạn và sức mạnh của Friend để giải quyết vụ án. Các bạn có giúp được không? Tuyệt, đi thôi. Đội tuần tra tới rồi. Hãy kể cho họ mọi việc Amber à. Penny đã ở đây với Hector. Bạn đã quay sang xem Rocky và Penny mất tích lúc đó à. Thật kỳ lạ. Hector à, bạn có thấy Penny bay đi không? Bạn đã làm gì khi Rocky đang tập luyện? Chỉ bay vòng vòng thôi à. Nếu Penny đã bay đi thì bạn phải nhìn thấy cô ấy chứ. Bạn có muốn giúp không Hector? Bạn hãy kiếm xem có gì từ trên không không. Penny có lẽ đã bay vào nhà độ máy bay và bị khóa ở trong đó. Có vẻ như đã có máy bay đổ ở đây. Bạn có nghĩ Hector đã khóa Penny trong đó không? Làm tốt lắm Frank. Penny kìa.
Gì vậy? Hector đã khóa bạn ở đây sao? Hector xin lỗi Penny à. Anh ấy muốn trở thành ngôi sao của buổi diễn hôm nay. Đúng đó MB. Mọi người đều có những điểm nổi bật riêng. Nếu các bạn hợp tác với nhau, buổi diễn sẽ thêm phần hấp dẫn hơn. Penny bỏ qua cho bạn rồi Hector. Hãy bắt đầu buổi trình diễn thôi. Chà, thật là tuyệt. Hector kìa, tuyệt. Anh ấy bay xuyên qua trái tim luôn. Buổi diễn thật đặc sắc. Cảm ơn đội tuần tra đã giúp đỡ. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại lần sau. Chào Troy, hôm nay là một ngày đẹp trời đúng không? Còn xa lắm mới tới nhà ga kế tiếp, Troy à. Chà, bạn có thấy nó không Troy? Troy à, thắng gấp đi. Phía trước nguy hiểm lắm. Cố lên nào, Troy. Hãy dùng hết sức nào. Ồ, tốt lắm, Troy. Suýt chút nữa thì... Chuyện gì vậy, Troy? Có gì khiến bạn lo lắng vậy? Ồ, bạn không thể đến nhà ga kế tiếp trong hôm nay để đưa một vài món đồ cho Tom sao? Đừng lo lắng, mình sẽ đi tìm xe cảnh sát Matt và xe cứu hỏa Frank. Họ có thể sẽ giúp được bạn vấn đề này. Nè Matt, nè Frank. Xe lửa Troy cần các bạn giúp đỡ. Các bạn cần đến đó ngay. Theo mình. Kia kìa, bây giờ các bạn nhìn thấy Troy chưa? Nè Troy, Frank và Matt tới giúp bạn đây. Vậy chúng ta sẽ làm gì với tảng đá này? Troy cần phải đến nhà ga kế tiếp. Tảng đá này quá nặng đối với bạn, Matt à. Ồ, Frank, tôi nghĩ nó cũng quá nặng đối với bạn. Bạn định sẽ làm gì đây, Matt? Ồ, phải. Công trường xây dựng cách đây không xa. Tôi chắc là chúng ta sẽ tìm được người giúp ở đó. Vậy chúng ta sẽ lăn tảng đá đến khi tới công trường xây dựng. Các bạn có ý kiến gì không? Gì vậy Matt?
Bạn định làm gì với cái mền đó vậy? Ý tưởng hay đó, Matt. Hãy dùng cái mền và dây kim loại để kéo tảng đá này. Tuyệt vời. Cố lên các bạn, sắp tới nơi rồi. Tới rồi đây, công trường xây dựng. Nè, đây là cần cẩu Charlie. Hãy nhờ anh ta. Nè Charlie, ở đây nè. Matt, Frank và Troy cần bạn giúp đỡ. Tảng đá này chặn mất lối đi của Troy. Bạn có thể giúp chúng tôi không? Chà, Charlie, bạn mạnh lắm đó. Làm tốt lắm. Giờ lối đi đã được dọn sạch rồi các bạn. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn, Charlie. Troy à, bạn đi được rồi đó. Tạm biệt. Giỏi lắm, Matt. Giỏi lắm, Friend. Và bạn cũng vậy, Charlie. Chúng ta không thể làm việc này nếu không có các bạn. Tạm biệt, Matt. Tạm biệt, Friend. Hẹn gặp lại nha. Xe tuần tra. Chào bạn Tyson, hôm nay đúng là một ngày nóng nực ha. Các bạn chắc là rất khát. Thật là tốt vì Tyson lúc nào cũng có nhiều xăng. Wow, là âm thanh gì vậy? Ồ không, xăng ngừng bơm rồi sao? Máy bơm xăng của bạn không hoạt động hả Amber? Còn của bạn thì sao, Suzy? Ý hay lắm, Tyson. Hãy gọi cho đội xe tuần tra. Họ sẽ biết phải làm gì. Này các bạn, ngoài kia thật sự rất nóng. Và trạm xăng của Tyson lại cạn nhiên liệu rồi. Các bạn có giúp được không? Được rồi, đi thôi. Nhanh lên. Đừng lo các bạn à, đội xe tuần tra sẽ đến giúp ngay thôi. Vậy các bạn nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Ý kiến hay lắm. Có lẽ bồn chứa xăng có vấn đề gì đó. Hãy kiểm tra nó xem. Ồ ồ, xăng bị chảy ra đường thay vì chảy vào máy bơm. Bạn có thể tìm thấy chuyện gì xảy ra không, Matt? Aha, một vết nứt. Bạn đúng đó, Matt. Đường ống bị nứt chắc là do sức nóng. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Ý hay đó. Hector à,
sao bạn không đi lấy một ống nước mới đi? Trong khi chờ Hector đi tìm một ống nước mới, tại sao bạn không khóa van xăng lại đi, Frank? Làm tốt lắm. Bạn có thể dọn dẹp chỗ này luôn không? Tuyệt vời. Tốt hơn rồi đó, Frank. Nhìn kia, Hector đã trở lại với ống nước mới. Bây giờ hãy sửa lại chỗ này nào. Làm tốt lắm, Hector. Bây giờ Matt có thể lắp ống nước mới vào rồi. Hoàn hảo. Nhìn thật tuyệt. Được rồi, Frank à, mở lại van xăng đi. Và các máy bơm đã hoạt động trở lại rồi phải không? Tuyệt. Làm tốt lắm đội xe tuần tra. Các bạn đúng là những cứu tinh. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại. Đội tuần tra. Matt nhí, Jeremy nhí, đang làm gì ở ngoài mà trễ vậy? Giờ là đêm Giáng sinh, các em nên về nhà ngủ đi chứ. Ồ phải, nên như vậy. Ông già Noel sẽ không đến cho tới khi tất cả các bé đã ngủ say. Đúng rồi, thật là vui phải không hai em? Nè, gì vậy? Ôi trời ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Các em đặt bẫy ông già Noel sao? Và các em đã bắt được ông ấy hả? Ờ, các em à, hình như không phải ông già Noel. Ô không, Hela, bạn đã rơi vào cái bẫy dành cho ông già Noel. Bạn không sao chứ? Bạn không sao à? Nhưng bạn không thể ra ngoài. Được rồi các em, các em đã gây ra vấn đề lớn rồi đó. Hãy gọi cho đội tuần tra ngay nào. Các bạn ơi, các xe hơi nhí đã đặt bẫy ông già Noel. Cái gì? Không, không, không sao. Các em ấy không bẫy được ông già Noel. Nhưng máy bay trực thăng Hela đã mắc bẫy. Và giờ bạn ấy bị mắc kẹt và không thể thoát ra. Các bạn có thể giúp bạn ấy không? Được rồi các em, đưa các chú ấy tới chỗ Hela đi. Cô ấy kìa. Bạn sẽ không sao đâu mà Hela. Hector sẽ giúp bạn thoát khỏi cái bẫy. Ôi không, Hector không thể nâng cái bẫy lên vì nó quá nặng. Bạn
bạn có thể kéo cái bẫy ra khỏi nóc nhà. Ý kiến hay đó, Matt. Nhưng sẽ dễ hơn nếu nóc nhà trở nên trơn trượt. Ồ, đúng rồi. Frank có thể tưới nước lên mái nhà. Sau đó nước sẽ đóng thành băng và có thể kéo cái bẫy ra được. Làm đi, Frank. Thật tốt là tối nay rất lạnh. Được rồi, Hector, thử lại đi. Chà, vẫn còn quá nặng. Mết nhí, em đã đi đâu vậy? Ồ, em đi tìm dây thừng à. Hector có thể cột sợi dây thừng vào cái bẫy. Và Frank cùng Mết có thể giúp bạn ấy sao? Một ý kiến hay đó, Mết nhí. Được rồi, Hector, cột chúng vào bẫy đi. Tốt lắm. Giờ Frank và Mết đã sẵn sàng để kéo rồi. 1, 2, 3. Nó di chuyển rồi. Tiếp tục nào. Bạn ấy thoát ra rồi. Được rồi mọi người, các bạn có thể ngừng kéo rồi. Làm tốt lắm. Bạn không sao chứ, Hayla? Bạn nghĩ nó cũng vui sao? Chà, cũng hay đó. Bởi vì Matt không nghĩ là nó vui một chút nào. Các em nên xin lỗi Hayla đi. Và mọi người cũng nên đi ngủ. Đã là đêm Giáng sinh rồi. Hector, bạn nghĩ Hayla cần được giữ ấm sao? Bằng một ly sô-cô-la nóng hả? Ồ, với bạn sao? Mình nghĩ là Hayla đồng ý đó. Chúc vui vẻ nha hai bạn. Và Giáng sinh an lành nha.